gì có đỏ đỏ vô là đẹp à. Xinh xinh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mê. Mà đỏ thường thường đỏ là nó ngon. Đỏ là đẹp ha. Đỏ là tốt ha. Đỏ là tốt. Mà cũng có cái đỏ là xấu. Như đèn đỏ. Như mình nào? Như gì đỏ cái tao thấy tao chạy. Nó đi với nó lại. Không được. Cái gì cảnh báo là hình như cái biển màu đỏ phải không giờ mà phải? Mà không có màu đỏ đó người ta cũng không chịu nữa. Màu đỏ dễ thấy. Màu đỏ dễ thấy nhất. Ngày đèn đỏ. Dù gì. Thôi, ngon rồi nè. Để Khánh nếm thử coi vừa ăn chưa. Nếm đường nó mới được. Em nhìn nó mới nếm được. Cái gì? Nhìn nãy bỏ đường nó thiếu đường. Tại vì không biết năng dính chua hay không chua cho mình phải từ từ. Mình làm cái này mình ăn liền thì mình không có cần nấu cái nước giấm ở trên bếp cho nó sôi. Tại vì chút xíu nữa mình ăn. Còn không cái này mình để qua ngày mai mình ăn cũng được. Mình không có để được lâu, khoảng 1-2 tuần thì nó không được. Mình muốn để lâu thì mình phải nấu cái nước giấm này, giấm đường muối này ở trên bếp. Rồi mình để cho nguội rồi mình mới chế vô giống chế vô mấy cái củ này. Ngon rồi. Mấy cái củ tỏi gì nè, để gì này nó thấm chút nữa, nó thấm chiều nó thấm ăn cũng ngon. Mình chịu ăn để nguyên gì nè, cắn nó giòn mà nó thơm, còn sắc ra thì nó hết thơm hết giòn. Đây thịt gà xong hết rồi. À, cái miếng nào miếng nấy cũng ngon hết trơn á, mà nãy gà thì mình qua chảo mình phải chặt cái làm tư nó mới ngon. Hiện giờ tiền cái kéo cắt ra tiền gà này còn tơ. Nó hơi xay bông hồng, cái bông hồng đẹp lắm. Xe hồng bằng củ cây đỏ. Ừ. Cái đó. Ủa, củ cây đỏ hả? Củ cây đỏ xe hồng hồng đẹp lắm. Khánh biết làm dưa leo, xe hồng hồng dưa leo à? Con có xe hồng cà chua à? Người biết món hả? Ừ. Hồi bởi thì tăng tí cái đó, tiền thì tăng tí cái này. Được không tiền? Ừ, thơm. Không lẽ giờ chín rồi mà con cắt không mà cũng không được. Thơm quá. Phụ chắc thơm quá. Thơm. Đừng dòm ngó cái đó. Rang có gì đâu ngon, không biết. Cái phô câu mới ngon. Cái phô câu mới ngon. Ủa rang có gì đâu ngon. Vậy nó ăn xíu phô câu. Vậy nàng Dung nó không ăn rang rồi bạn. Thì tất nhiên rang ai cho chị ăn đâu. Thôi giờ à, có tính giá rồi ta. Đưa chị hai cho chị hai cái tính giá cho tao thương giá. Dành tại vì mình không có cái này cho nên mình muốn ăn cái này. Dành lộn cái ngoài tao ha. Lòi cho tao tính giá, cho tao không giá. Ờ tính giá nó béo. Mà ở ngoài chợ đâu ai bán như ngoài chợ không phải. Người ta bán trứng non á, đùm bán ký luôn. Em thích trứng gà hả? À. Mà lâu ai bán trứng gà mà bán đùm ký ký luôn. Trứng gà đâu có đâu. Con gà nó trứng mà. Thì con gà nó cũng đùm trứng ngon mà. Nhưng mà nó lại có bán. Trứng gà thì có hai trứng chứ đâu có nhiều. Còn cái trứng non là gà mái nó mới có trứng non chứ. Còn gà tống nó có hai trứng, suốt đời nó cũng có hai trứng, đâu có nhiều. Đâu chỉ riêng con gà tống. Con gì nó cũng có hai trứng. Đâu có gà mái thì nó có nhiều trứng. Ý còn là con chó được thì con gì cũng có hai trứng. Nó cũng có hai trứng suốt đời nó đâu có nguyên. Chính này nó con, cái này con ra đây mẹ cho cặp cái đùi nè. Cho vì cái cánh thì gì từ. Cho vì cho con cái cánh thì gì từ con thấy cái cánh. Quy ăn không con? Ăn ngon. Nước tương cay nữa. Cái này cay, cái này cay, cái này không có cay. Cho cái cục xương á hay gì tên. Con khoái cục xương. Ừ, nha. Ờ nó thấy á, nó này cay không có cay. Con nên liếm thử rồi. Có mấy cái cọng, phải có cọng. Có cay không? Không có cay. Chùm. Nên không cầm đi. Cầm vô tay đi. Cầm vô tay Vi hả? Vi cầm vô tay hồi tôi rửa cho. Vô đây. Cầm cho. Để con cầm đi. Đi cầm cho, ngoài cầm cho. Ngoài cầm ngoài ăn bây giờ. Tôi rửa tôi cạp. Ở Vi là Vi cạp. Rồi nó dành. Rồi dành. Coi chừng con. Chừng gớt đó. Ừ, đó. Ngon không con?
cài bông. Ờ, cái bông đúng rồi, đúng rồi. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Tôi làm á, bà làm á, bà làm á. Tôi làm á coi. Ủa tỏi. Đúng rồi, nãy vừa quên tỏi. Ê Vy à. Ê vậy sao không giúp, sao không giúp? Cô bà bảy, cô bà bảy, bà bảy vậy. Bà bảy bà bảy chút nữa bà bảy ăn xong giục con. Bà bảy không có. Bà bảy nó để ăn. Đồ ăn không có giục thì sáng bà dậy sao, đồ ăn là không có lấy giục. Nè, đâu à? Cái gì đẹp là không lấy phá. Đâu đâu, thịt gà đâu? Thịt gà đâu? Đâu, ngon không? Đây là đi bảy la chạy ra ngoài nó. Thấy không? Đây bà bảy mẹ. Rồi giờ gì, để mình múc xôi ra nha. Xôi chín này như múc ra ha. Mẹ dĩ nè mẹ ơi. Ủa được không mẹ? Có cái hồi nãy nó có sạn mà. Đây làm cho hổi thơm. À thơm quá à. Cái này nó giờ nó màu đỏ vậy trời. Ủa hai sao hai không chừa lại cái hộp gót? Em thích ăn xôi gót mà có cái hộp luôn á. Tao có bán gì đâu. Có, ở đám tiệc ta để nguyên cái hộp luôn. Cái hộp để lại tầm ăn thì ăn kiểu đó mất giống. Ủa, còn gì. Hộp đâu vậy, không thấy trong. Cái hộp con để tên đậu củi rồi mà. Mẹ, để tầm rồi đó. Rổ hộp luôn mà. Hộp đó chắc ngâm, phải ngâm mấy ngày nó mới nở ra luôn. Ừ, tươi, cái màu nó tươi. Thơm thiệt thơm luôn, béo thiệt béo. Thơm mùi nước cốt dừa. Màu đẹp quá ha. Xôi gà rồi dưa chua chuẩn bị xong hết rồi. Nhìn này ngon dữ lắm, ngon luôn. Đây, sắp lại, sắp lại, sắp lại. Sắp lại, sắp vô, sắp vô. Còn bột xít. Ngon dữ lắm. Rất làm cái dạng. Vi Vi nói này rồi. Mời tất cả các bạn nha. Nên vừa bỏ hái vừa hái được. Làm dạng ngon lắm luôn á. Nó nặng thiệt không rồi, bụi quá. Rồi, để em bới cho mẹ. Thấy cho bà bảy ai vô. Quá thì bụi không đâu, chị Sáu hồi tái bật tái chén với cam gì. Em nói cái tái hồng dữ ha. Rất tơ nó bự. Đâu rồi? Cái nó tốt quá chị. Tốt rồi nó bự à. Chừng múc cái hộp hồi ăn tận tắng mắt. Nhất ai nha cho được. Ăn cái này tốt lắm nè bà bảy ơi. Ăn này mơ chắc mắt dầm thấy chữ nhỏ. Chữ nhỏ mà giờ nhìn thấy luôn á. Tiền ơi, ra ăn nè Tiền ơi. Dẫn Quy đi rửa tay ha. Ăn cho sáng mắt rồi đẹp da là chống ung thư rồi tùm lum hết rồi. Bà bảy ăn sáng mắt bà bảy tối mắt hết. Chống ung thư luôn á bà bảy. Mở cho bà ăn, ăn cho tối mắt hết. Quy ăn không hai? Bạn Quy chừng nào nó ăn. Quy đó mà ăn dâu rất uống. Rồi nữa rất nữa. Rất cũng nữa. Ung thư đó. Ngon quá. Rồi thơm. Tính công lửa cho nó hay mà tật á. Ai cứ lửa mẹ đốt của mẹ em rồi. Đừng gấp chà. Để em lấy cho mẹ. Này. À, giờ mẹ ăn cái đùi ha, mẹ ăn cái ớt. Mẹ ăn cái đùi. Mà mẹ ăn cái đâu. Mẹ cái này ngon nè, cái đùi nè, cái đùi tâm nè. Một cái. Thôi bỏ dễ hết thôi vậy được. Nè, đây là cái ớt nè. Nào? Mà bãi mở chén mở đâu mọi. Đi ăn nào. Chén mở đi không? Tiền vô chỗ ngồi đi. Mẹ đi dở té rồi. Hả? Mày ừ. Nhận nhau không? Có thịt không hả? Có thịt hết. Này nha, ăn cái này nha. Rồi, được rồi. Tối nay khỏi cần ăn hay tiền? Vi Vi ăn này nha, có xương cạp nha. Của hai, hai muốn ăn gì hay gấp đi. Vi, đùi nè. Chút xíu nữa ăn. Cái đồ ăn của bà bảy xong rồi cho. Nè bà bảy cái cực cực này ngon. Ai nghe nói không ngon lắm không mày? Nhiều rồi. Hai. Nè Dung. Ơi ơi. Nghe nói không ngon lắm không? Ê Dung ơi. Hai hai. Nè nè nè. Nghe nói không? Nghe nói cái đó nè. Chim ngưỡng đi, chim ngưỡng. Vi Vi Vi. Để cho hai nè, cho hai. Có nè. Mời nè. Ăn không? Để đi. Ừ. Ơi. Lại ăn nè con. Ngon. Ôi đập kia nó hả? Để ăn nè con. Để ăn nè con ơi. Dễ ngon. Kệ nó con, kệ nó. Chị hồi chết nó con. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Đuổi chó đi ra ngoài tiền để hồi nó giành lộn nó cắn xương nó cắn túng á. Thịt gà thịt ngon luôn.
ăn cái mệt gọt vừa ăn. Cầm đũa nè, cầm đũa của mẹ nói vậy. Lấy luôn. Thịt gà ngon vậy ha. Ngon không nè. Ăn dưa chua, ăn dưa chua kìa mẹ. Vi Vi lại gì tao cho con gì kìa Vi. Tao cho này nè. Vi. Ở đây vậy con đừng đuổi nó. Nha. Đứng cho cây con. Đỡ nó 77. Thôi, đứng cho cây cho mẹ cái cây mẹ đập hoàng cho nó nhà coi. Kìa mẹ thấy nó đắt kẹt. Buông ra, buông ra, buông ra. Buông ra. Mẹ coi cái con đắt kẹt coi. Không có đâu. Sao cái miệng giữ lại. Cho mẹ mượn cái đi. Đi cho mẹ mượn cái mẹ tả liền. Không có đâu. Đi mà. Không có. Đuôi ra đi. Vậy con lại con gì Tư con đứng đi, lại gì Tư đứng đi. Đi đi. Đừng đi vòng vòng nữa. Lại gì Tư đứng đi. Đừng đi vòng vòng nữa nha. Chết gà ta nó dễ khác hơn rồi. Dạ. Con nói con gà ăn cái chân. Nó bỏ vô đó. Chân gà hả mày? Chân gà hả mày? Chân gà đẹp. Dạ. Chân có da không mà nãy mà bảy mần. Nãy mà bảy mần gà bảy đó chân có gì đâu à. Không xuống chân mình chạy chí chạy chạy đừng nó xuống cái chân. Dạ. Yeah. Chiều chiều. Có không? Chân có thì đâu ăn để bà ăn cho. Không có bà chỉ cái chân ngon gì lắm mình ăn cái chân đi để cái khác rồi ăn cho. Ngay đường thì có gì có chân. Đi. Đi nó quýnh con bây giờ, nó quýnh mày bây giờ. Thôi ngon ghê ha. Ngon không? Đây đây đây. Đây cái hạt xoài này nó đây. Tơi ra mà đây. Nó béo. Mà đây. Nó lại không có bị nhão nữa. Nói chung là đâu. Nó chân lên là bảy. Nó có. Thôi tất cả các bạn. Giờ tới lượt mình ăn. Xôi mình ăn xôi chút. Thử ăn cái mùi vị nó ra làm sao. Còn gà thì có vitamin A. Mình biết rồi. Ngon. Chỉ khác nhau ở chỗ nêm nếm thôi. Nó ngọt nó ngon ghê. Làm như gấp nó thấm vô thì sao ngon. Ngon. Cái này thôi mà bạn. Ừ, thôi ăn ngon nó hột thôi ngon nhất. Xôi ăn không cũng ngon nữa. Hiểu. Ăn thắng ăn từ từ, nhai từ từ cái nước. Hiểu mà nó ngọt ngọt. Nhai lia lịa nước vô không biết ngon. Cái cơm của trái gốc ăn nó cái ngon lắm chứ thấm cái rất dữ. Mình ăn xôi không á. Mình ăn xôi xong thì mình lấy một miếng đậu chua. Mình chấm với nước tương. Mình ăn chung với xôi. Cái chân không ai dành tao nha, nãy giờ dành thô câu chân không ai dành. Vi ăn này không? Cạp đi. Cầm cạp đi. Cho nó nguyên đũa nè, không hết rồi mẹ, họ ăn họ dục. Nhưng mà xé cho. Để xé thịt cái hết rồi mẹ, đưa nó cục xương thôi. Vì nó cặp xới cặp xương rồi mẹ ơi. Đồ chua thì dưa chua ngọt ngọt giòn giòn, mình ăn với xôi nó không có ngán xôi. Người ta nói chịu đấm ăn xôi. Em đấm hai cái rồi hả? Chịu đấm ăn xôi cũng được. Chịu đấm ăn xôi nghĩa gì ta? Chịu đấm mà có ăn. Mà có hình ăn vậy, có hình mặn, có ăn lại đó, có ăn ăn không phải là ăn như ăn vậy mà. Bị chửi thì mắng chửi. Có nghĩa là gì cái ăn đó. Hy sinh bị đau đi ăn. Ăn một chút đứa tay. Nó Tư nó ăn đã rồi Tư, coi rồi Tư. Con nó nói đùi kìa. Nó ăn chút đứa tay nha. Wow, ngon quá dạ. Rồi Vi ăn Vi thấy làm sao, Vi nói tôi nghe kìa. Wow, trời quá. Đâu đâu, tôi chưa thấy. Ăn đây chú mẹ, ngồi đây nè. Bên mặt của Tư nè. Con ngồi đó con chó nó không ăn. Rồi, để hồi con chó nó ăn cái đùi con gãi hay không? Rồi. Ngon, rồi con ăn con cảm nhận sao con thấy sao con nói tôi nghe nè. Ăn con thấy sao? Rất là con lắm hả? Giống này nè. Nó nè. Mà con thấy sao? Ăn nè. Con ăn đi. Ngon quá, ăn cái đồ chua có tỏi đó. Ăn cái đồ chua có tỏi cái có dưa leo. Có củ đỏ chua chua ngon hơn chợ bán nha chị. Mà bảy ăn ngon hơn chợ bán.
Anh chị ăn rồi đi. Dạ. Đừng giục nha, đừng giục nha. Có ăn không hết con đưa vào ngoại nha, con đừng giục nha con. Nha. Ừ, cắt cục thịt nè ơi. Cho mày cục thịt nè. Ừ. Nha. Ừ. Con cục xương. Ai đây là cục xương, xương lưng. Mình ăn cục xương lưng cho nó đỡ ngán. Đùi còn cái đùi nữa thì chừa cho xương qua đi. Mình ăn xôi nè. Miếng xôi. Mấy gạch thịt đó con, mấy gạch thịt đó. Mà chỉ là mà chỉ là cả cách mấy này nè, cách mấy này. Ăn thịt gà với xôi. Nó dài lắm nó cắn không được mẹ. Mình ăn thịt gà với xôi á, mình ăn bằng tay giống như nè. Đó, mình xé ra. Xong rồi cái mình kẹp miếng xôi vô, mình ăn. Đừng có giật cứ quy bị đòn rồi nha. Giận á. Nó thịt ngon. Đi đâu ăn thôi, no hơn ăn bánh mì. Ừ. No lâu hơn. Chắc miếng hơn. Gà cũng ngon, này gà hải dương nó nằm ăn nữa 17. Nhưng thịt gà nó dai thì nó ngọt lắm. Tuy là con gà nó còn nhỏ nó mới cái cựa mới nhú à. Nhưng mà thịt nó dai, thịt dễ khắc. Bụng bụng áo mày dính gì kìa mẹ. Đó, nó Vi lại ngoài để chó giật con. Gà người ta nuôi công nghiệp ba lớn vậy thịt ăn còn hơi gần đâu có dai gì đâu mà đều. Ăn nữa anh. Ủa cô Sáu, cô Sáu ăn xôi, cô Sáu ơi. Cô Sáu ăn xôi, cô Sáu ơi. Ăn xôi, cô Sáu ơi. Cô Sáu ơi, vô ăn xôi này, cô Sáu ơi. Xôi nấu xôi gắt à. Xôi gắt. Ngon quá chị. Ủa mà gắt cái đầu có gắt. Gắt gắt nha, đi hái. Nó gần cho mãi cái nè. Này cô Sáu ăn, thấy ngon không? Nhìn ta thấy ngon rồi. Hôm nay cô Thao không lâu quá cô Thao mới xuống chơi. Hôm nay đi con bỏ cái xe ở ngoài đại ngoài bờ chứ. Ừ. Dẫn qua không được hay để không? Để em lấy đi xôi. Còn nhiều. Ăn nữa lấy vô chứ. Đúng rồi. Thịt ăn hơi ngon. Ngon. Mềm. Có nhiều chua với nước tương rồi đó. Nãy giờ chứ biết ăn xôi gấc cái chưa nấu xôi gấc rồi nè. Gấc màu đẹp hả chị? À. Xôi gấc cũng đẹp nữa. Đỏ đẹp. Ừ, sẵn có cô Sáu ăn thịt gà ăn không? Cô Sáu? Sẵn có cô Sáu đi á, lát nữa không gửi tiền cho hội thánh. Đó, câu kia là cô không? Cô nghe cổ gửi cho hội thánh mà thăm đô để thăm công. Ăn thăm công à, mà cô lại có tin chúa chưa? Dạ có. Cô ở nước nào? Ở Mỹ. Vậy nên hình để cô nói dẫn sáng đi thăm công, mà thăm công tới chủ nhật tuần này hay là để tuần 23 ta giáng sinh rồi thăm công luôn theo con thấy nè. Cái này cô Sáu dự sao tính gì thánh không biết. Sao cũng được hả? Rửa chén vào chân Dung. À, thay mặt cho anh em hội thánh cũng cảm ơn cho cô Nga. Chúa ban phước lại cho cô nhiều hơn, mỗi phần hơn. Hiểu biết nói gì hơn, Chúa ở cùng ban phước cho cô, cho gia đình cô. Cô Nga cổ có cổ tổ nghe thánh vậy. Nhưng mà có chút gì vậy thánh. Cả gia đình cổ hậu với Chúa. Cảm ơn Chúa. Ơn càng thêm ơn. Cho cái chức vụ của người hầu việc Chúa. Ông qua đây hả? Rồi bảy rửa tay đi. Tại vì tên cô Sáu kìa. Cô Sáu nói tuần này là 12 tay rồi. Tuần này 12 tay này. Hai tuần nữa Giáng sinh. Hai tuần nữa là tới Giáng sinh rồi. Ủa? 12. Ủa? 12 tay. Mà bốn tay á Hình. Ủa nhưng mà nay ngày mấy rồi? Nay thì nay mới 3 tay à. Thì tuần tới này là 12 tay. Nếu mà tuần tới thông công là ủa vậy là Giáng sinh ngay vào chủ nhật hả? Ủa thứ hai. Nó tại vì cái hội thánh mình bây giờ nó trong mấy anh em trong nhân sự lo cho cái sự kiện lớn. Ừ. Tại vì đã có tư cách hết pháp nhân rồi. Vậy cho nên lo cho các sự kiện lớn mà để dành ưu tiên cho các hội thánh địa phương như là ngày chủ nhật.
Rồi mà chuyện sáng nói là xa trưa chứ nhật, sáng chứ nhật mình cũng thời chiều phân chứ bình thường, nhưng mình dắt trưa thì ăn tiệc rồi chiều 3 giờ chiều đi xuống thành phố lo cho cái tổ chức Giáng sinh cho cái hội thánh ở dưới cũng mới dám lần đầu tiên mới nhập mới nữa hả cô Thóc? Hội thánh kiểu là hồi chỗ công ty dày á, bây giờ chuyển qua cái chỗ này cũng nhìn đâu nhóm luôn có tên hội thánh luôn. Còn đó, mình hội thánh Emmanuel 6, còn dưới đó thì Emmanuel 17 cho nên mà tới 17 bảy hội thánh mình tới hai mấy hội thánh lận, nhưng mà hội thánh 17 thì trực thuộc ở hội thánh của mình. Để về bàn với diện sáng bàn mấy anh em nhân sự thế đây thông công ở tuần này hay là tuần 23 tây là tuần Giáng sinh rồi. Đây cô Thảo, thánh gửi cô Thảo luôn. Rồi cô cảm ơn con thay mặt cho gia đình, thay mặt hội thánh cảm ơn con, cũng như cảm ơn cô là người chia sẻ phần này cho hội thánh được thông công. Yếu đâu có mà không biết lần nào để gặp nhau lại hay không, nhưng mà sau này tới chị Thiên Đàng sẽ gặp lại. Cảm ơn cô đi chơi, có ai không bận dẫn xe qua cái hết. Ủa chú Sáu ai kéo ghẹ ghẹ ta? Không phải chú thấy tướng không giống chú Sáu. Không giống đệ luôn nữa. Ai á? Ủa chú Sáu tưởng đâu giờ này chú Sáu còn làm mà chú Sáu nghỉ gì hả ta? Dạ. Vẫn được mà bảy. Nè. Vẫn được. Nè mà bảy. Ủa mà bảy ginh lên đây nổi không? Không nổi. Ồ ginh không nổi thì sao? Vậy tôi mượn ai vậy ta? Tại vì hồi sáng mà bảy vô là chưa dở cầu. Mà bảy vô dở cầu hồi nào mà bảy không hay. Giờ chiếc xe mắc kẹt ở trong nhà của chú bảy. Mà chú không nói, chú sáu dẫn qua giùm mở. Chú sáu nó đang dẫn xe qua giùm. Chú sáu bảy mà bảy. Vậy chú sáu thuốc rồi. Chú sáu đâu mất tiêu rồi ta. Giờ không có ai đây nữa, không còn ai hết. Muốn thầy bảy dẫn không? Dẫn. Dạ. Dẫn không chửi không? Không. Muốn dẫn được ha, thầy cứ dán cái lót lên dẫn được, dán còn nè. Cái cầu gì cũng ngon rồi mà bảy ơi, này hai ngày nữa cái bắt nó gọi là lót anh cũ lên hay sao, hay lên mới? Mới luôn á. Mới luôn hả? Cái cầu kia còn dư tiền làm cầu này hả? Hai cầu này tiền riêng? Hai cây cầu chung. Không biết. Chứ hổm nghe nó tính làm có cây tông không ha? Tính làm cây tâm. Mà cây này cũng muốn hư rồi. Làm ra nó bự hơn cây mới thôi ha. Thì cũng mét 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 rưỡi luôn á, lọt lòng mét rưỡi hết á. Cái cây tâm này cây nhỏ thì hồi lần đâu tới. Vậy cái sáng là khô lại rồi. Sáng rồi đang thấy được rồi. Rồi. Làm xong ba cây cầu này là thấy khỏe ghê luôn rồi mà bay. Ai á, xe dừa của ai á, không thấy trong đây. Đi về mà bảy ơi. Về mới đây mà xong nhanh thiệt chứ, tại chắc cây cầu này nó nhỏ. Bây giờ đứng đợi tới chiều có ai đi mượn những xe đứng đợi. Đi về. Chú nghĩ chú Sáu hồi nãy chú làm cây cầu này rồi chú không nói.